Hà Đông ơi xin đón chào quý vị đang đến với game show Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được khám phá thế giới ẩm thực của riêng một nghệ sĩ ngôi sao. Anh chàng này sẽ xuất hiện tại sân khấu này, một diễn viên rất đa tài và rất dễ thương, đó chính là Tico Tiến Công. Yeah. Hello anh. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Ôi, dạo này thấy em chăm chỉ tập gym, thấy thân hình gọn gàng hơn hẳn luôn á. Em đang trong chế độ giảm cân, em không có dám ăn nhiều. Mà hôm nay chương trình mời em tới ăn, bắt buộc em phải đi thôi anh à. Và đương nhiên em cũng sẽ đặt ra những thử thách để cho những bạn fan hâm mộ là người trực tiếp nấu ăn cho em, chứ em không phải nấu. Dạ đúng đó rồi. Đó chính là điểm rất là đặc biệt của nhưng chương trình. Nhưng mà em sợ là em sẽ là người rất là khó tính. Tại vì dù gì em cũng là thừa hưởng được một chút gì đó gen của ba em là đầu bếp trưởng. Thì em cũng có một cái khẩu vị gọi là nêm nếm cũng rất là chuẩn. Nên là em sợ là em sẽ làm khó mấy bạn thôi. Và bên cạnh đó thì cô hơi khiêm tốn, đầu bếp trưởng của nhà hàng năm sao luôn đó. Đâm ra là em cũng biết nấu nữa, em cũng biết nấu nữa chứ bộ. Đâm ra là thừa hưởng được cái gen di truyền của ba nè, những tài năng của ba. Và bản thân thì cô cũng là một người nấu ăn rất ngon. Nên chờ đón xem, với phần khám phá khẩu vị, chúng ta sẽ biết được Tico thích hay không thích những món ăn như thế nào với sự gặp gỡ của các fan hâm mộ. Nào, bây giờ xin mời quý vị đến với khám phá khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao và chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Tico Tiến Công. Và bây giờ hãy chờ đón xem nhân vật nào sẽ xuất hiện tại đây để cùng mở chiếc tủ lạnh bí mật này. Xin mời hai bạn Thanh Toán và Hoàng Hải. Đây, rất là trẻ tuổi. Đây, Tico đây, bắt tay nhau đi. Chào hai bạn. Chào. Đây chính là hai bạn fan hâm mộ đã đăng ký đến với chương trình để có thể gặp gỡ Tico. Bạn đeo mắt kính là bạn Hoàng Hải, bạn còn lại là bạn Thanh Toán. Và hai bạn là fan hâm mộ của Tico, gặp gỡ Tico rồi, có muốn chia sẻ tình cảm của mình hay không? Mời Hoàng Hải. Dạ thì em thật sự rất là háo hức và mong chờ được gặp anh Tico. Nghe mà thấy hết chứ nhỉ. Còn riêng với Thanh Toán thì sao nào? Dạ ngày hôm nay thì em được đến đây gặp anh Tico em rất là vui. Tại vì từ nhỏ em học cấp 2 là em đã rất thích anh Tico bởi những cái vai diễn ở trên phim ngắn của anh. Đó rồi anh ơi, bây giờ hôm nay vậy là em già rồi anh. Già rồi anh. Nên bạn có em được năm cấp 2 đó. Bây giờ thì Thanh Toán vẫn còn đang đi học hay đi làm rồi? Dạ em đang là sinh viên năm 2 rồi. Sinh viên năm 2 trường nào vậy? Dạ em học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn là gần nhà em luôn á anh. Dạ hả? Còn với bạn Hải? Dạ thì em cũng là hiện tại là sinh viên. Như vậy là hai bạn trẻ đều là những sinh viên. Thì vấn đề ăn uống rồi nấu ăn, các bạn có thường xuyên thực hiện những công việc đó không? Dạ cũng thường xuyên ăn mì tôm. À vậy luôn á, tự nấu ăn, tự ăn mì tôm luôn. Những món khác thì sao? Dạ cũng có thường xuyên, nhưng mà lâu lâu mình mới làm, có dịp lễ nào hay là sinh nhật là mình mới làm. Còn Toán thì sao? Em thì ở chung với một bạn cùng quê, hai đứa em đều ở miền Tây nên là mỗi khi mà nhà gửi đồ ăn lên là cứ bày ra nấu á. Hợp lý quá ta. Như vậy là tận dụng khả năng sở trường của mình nè, rồi thói quen ở trong gia đình để chúng ta vận dụng vào đường đời. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cái khả năng nấu nướng đó của các bạn có phù hợp với khẩu vị của Tico Tiến Công hay không. Và bây giờ sẽ là phần đề bài tham khảo đầu tiên với chiếc tủ lạnh bí mật này. Xin mời các bạn cùng mở cửa. Ta-ta! Rất nhiều loại thực phẩm. Nước uống cũng có, đồ ăn cũng có, thịt cũng có. Họ để ý là không có cá hen. Rồi, rau củ quả đầy đủ hết trơn luôn. Em không có thích ăn cá. Em không thích ăn cá lắm. Em vừa mới tiết lộ một chi tiết. Anh có thích ăn hải sản không anh? Anh cực kỳ thích ăn hải sản nhưng mà anh lại không thích ăn cá. Tại vì hồi nhỏ có bị một lần em bị mắc xương nên là kể từ đó em không ăn cá nữa. Tham khảo thôi, tham khảo nhanh nào, tham khảo nhanh nào, nhìn thật kỹ nhá. Rồi, đóng tủ lại. Đóng cửa nè. Chúng ta đã được tham khảo nhanh rất nhiều loại đồ ăn ở trong tủ lạnh. Và bây giờ Tico trả lời câu hỏi đầu tiên. Trong này có những món ăn mà Tico thích hay không? Dạ có nhiều món ăn em thích. Tại vì bình được thường rồi. Thì em rất thích ăn tùm lum. Cái gì em cũng dễ thích quá hèn. Em rất là dễ. Còn có những món ăn nào mà bạn không thích ở trong tủ lạnh mà vừa rồi bạn nhìn thấy không? Hình như là em nhìn qua nhìn lại thì em thấy cái nào cũng thích, chỉ có trừ ngoài nước ngọt là em không uống thôi. Tại em không uống tới nước ngọt. Rồi, như vậy chúng ta đã có những thông tin cơ bản đầu tiên về Tico. Và bây giờ chúng ta hãy đào sâu hơn nữa, Tico còn thích hay là không thích những món nào. Và bây giờ xin mời các bạn bước vào dàn bếp của mình. Mời Tico. Hoàng Hải,
và thanh toán. Mỗi bạn sẽ sở hữu được một không gian riêng tư của mình để chế biến món ăn thật là xuất sắc. Nhưng mà quan trọng hơn hết, ngày hôm nay chúng ta chế biến món gì? Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn hai nguyên vật liệu chính. Hãy cố gắng vượt qua thử thách đầu tiên để giành lấy quyền ưu tiên chọn được một trong hai món này, bởi vì chúng ta có thể có khả năng sở trường nấu một trong hai món này. Và hai nguyên vật liệu chính đó chính là cua và bò. Một con sống ngoài đồng bằng, con sống dưới đồng hoặc là dưới biển. Thì chờ đón xem ai sẽ giành lấy quyền lợi thế đây. Luật chơi rất đơn giản. Tico tiến công chính là mục tiêu chúng ta chinh phục. Nên bây giờ các bạn hãy chạy nhanh về khu vực trưng bày chúng tôi ở đằng sau này. Trong vòng khoảng thời gian 60 giây, chọn ra mỗi lượt đi một món, 5 lượt đi là 5 món, 5 món ăn mà các bạn dự đoán rằng Tico tiến công sẽ cảm thấy rất thích và rất hợp khẩu vị với anh ấy. Sẵn sàng chưa? Tico, hô hiệu lệnh đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá, vừa kịp lúc 60 giây là kết thúc. Chúng ta kiểm tra bên Hoàng Hải nào. Chà, chắc bạn nghĩ Tico có bao tử Doraemon hay sao á. Hoành tráng lệ quá. Đây là gì? Thịt kho hộp vịt. Đây là gì? Táo. Đây là gì? Bún bò. Không, đây nè, đây nè. À, đây là thịt. Thịt heo. Thịt gì? Thịt heo. Heo vào phần nào? Nạc. Ba rọi. Ba rọi. Ừ. Đây. Phở bò. Đây. Bún bò. Trời ơi, nhìn hai tô này thấy no luôn. Trong 5 món này, Tico thấy thích và hợp khẩu vị với mấy món? Em thì em rất thích ăn những món nước, nước. Như là những cái món mà đầu tiên mà khi em lựa chọn vào buổi ăn sáng của em đó là món phở và món bún bò. Trời ơi, bạn nhớ rất kỹ. Hai cái món em rất là thích. Nhưng mà em lại không thích ăn thịt kho hộp vịt. Tại vì em không thích ăn mỡ. Em không thích ăn mỡ, em chỉ ăn cái hộp vịt thôi. Còn thịt ba rọi thì em cũng rất là thích ăn. Nên là táo thì em thường xuyên mỗi ngày em phải ăn hai trái. Tại trong chế độ giảm cân của em là mỗi ngày có hai ăn hai trái táo. Tuyệt vời. Nên ở trong đây là chỉ có cái thịt kho hộp vịt là em không thích ăn thôi. 1, 2, 3, 4 4 món ăn đã trùng khớp với sở thích và khẩu vị của Tico tiến công. Chúc mừng Hoàng Hải. Số 4 nha. Bên đây có vượt qua được con số 4 hay không? Rồi, hãy giới thiệu nào. Đây là gì? Giờ đây là bò viên và xúc xích ạ. Đây. Đây là những cái gừng. Những cái gia vị. Gừng, hành, tỏi ha. Đây. Đây là cà chua. Đây là gì? Hành tây ạ. Và hành lá nữa. Còn đây? Cái đó là cải bẹ xanh. Canh cải. Nào, trong 5 món này, Tico thích mấy món? Trong những món này thì em đều nói với mọi người là em ăn được tất cả các món. Nhưng mà em có một cái kỷ niệm là em không ăn được cải bẹ xanh. Ủa sao vậy? Tại vì mỗi lần em ăn cải bẹ xanh vô sẽ bị trúng thật. Ủa kỳ vậy? Em không biết tại sao nhưng mà mỗi lần? Dạ đúng rồi, mỗi lần. Tại vì bình thường hồi xưa là em hay ăn cải bẹ xanh. Mình ăn bánh xèo, mình hay cuốn cải bẹ xanh vào. Đúng rồi. Thì mỗi lần em ăn là em sẽ bị trúng thật. Nên kể từ đó là em không ăn cải bẹ xanh. Tuyệt thực cải bẹ xanh. Nhưng mà như khi mà nấu canh thì em vẫn ăn được. Nhưng mà với một điều kiện là phải gừng thật nhiều. Để cho nó dung hòa được cái chất hàng ở trong cái cải đó em sẽ ăn được. Còn như vậy là cơ địa. Dạ đúng rồi, bình thường thì em cũng không thích ăn cải bẹ xanh cho lắm. Xúc xích thì cái viên chiên là em cực kỳ thích ăn luôn. Em rất thích ăn, hồi xưa là đi học về là ngày nào cũng phải ghé quầy cái viên chiên. Còn giờ tập gym thì sao, ăn này dầu mỡ không ăn được, em cũng không ăn được. Bây giờ bình thường thì mỗi ngày em chỉ được ăn gà luộc và ăn bánh mì đen hoặc là ngũ cốc thôi. Với hạt. Phải tạm biệt với cá viên chiên dạ, với xúc xích luôn. Thì nói chung là món thích thì cũng có đầy đủ hết rồi. Là cá viên chiên, xúc xích em vẫn ăn được. Gừng, những gia vị em đều ăn được. Cà chua thì em có 50-50. Có nghĩa là em không ăn cà chua sống. Em thích ăn cà chua chín hay là cà chua sống. Hoặc là nước ép uống được. Dạ đúng rồi, được. Nhưng mà em không ăn sống. Hãy cho tôi con số chính xác. Em nghĩ là ở đây là có 3 món em thích và 2 món em không thích. Đó là canh và cà chua. Như vậy là thanh toán chỉ đem về được 3 món hợp khẩu vị với Tico mà thôi. Chúc mừng Hoàng Hải, bạn được quyền chọn một là cua, hai hay là bò đây. Và bây giờ chờ tôi chút xíu. Cua với bò bạn chọn cái nào? Bò. Tại sao bạn chọn bò? Tại vì em thích ăn thịt bò và em nghĩ rằng Tico cũng thích ăn thịt bò. Bạn tự tin hơn với bò. Bò cũng cung cấp nhiều năng lượng hơn. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng bạn với lượt ưu tiên của mình. Thì đương nhiên thanh toán bạn cũng sẽ phải sở hữu con cua này. Nào, trao về cho thanh toán nào. Thanh toán, hãy thanh toán con cua này đi. Ok. Cả hai đều có được những nguyên vật liệu chính. Nhưng với bò và cua
thực đơn và công thức chế biến hàng dài với rất nhiều cách thức chế biến khác nhau, nên chúng ta cần phải biết được nguyên vật liệu phụ sẽ là gì với công thức ra sao. Đó chính là phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Xin mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần thi đấu được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Tico Tiến Công sẽ được giao lưu và kết nối trực tiếp với từng thí sinh dự thi. Và ở phần này, Hoàng Hải sẽ thi trước. Bạn sử dụng hình thể của mình, ngôn ngữ của mình để miêu tả đề bài xuất hiện trên màn hình. Và đặc biệt là không được phạm quy, không được nói đến từ khóa liên quan đến đáp án. Trong vòng khoảng thời gian chỉ có 90 giây mà thôi, hãy cố gắng lấy được 4 món hợp lệ nhé. Sẵn sàng chưa? Còn riêng với Tico, bạn không được quyền nói những câu nào ngoài những chữ sau đây. Ok, yeah, rồi, được chưa? Để bạn ấy có thể tiếp tục chuyển đề. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái quả nó vị cay, nó to. Nó màu gì? Màu đỏ, xanh, vàng. Ok, ok. Cái củ, củ. Củ đó sao, củ đó sao nè? Củ... Lúc mình làm gì cái mình bị phản ứng hóa học sao? Sao. À, cay mắt quá. Ok. Ồ, cái đó đúng rồi. Nhanh lên, cố lên nào. Rau. Quấn với lại... Thảm quy, rau, tiếp nào. Hoa hậu hay đi mặc cái bộ... Ok. Rồi, bốn món rồi, nào. Đi lấy đi. Mà. Đi lấy đi, món kia phải phạm quy rồi. Nhanh nào. Như vậy, bạn đã phạm quy một món, thật là đáng tiếc. Tránh sơ hở điều đó. Nhanh lên nào. Bạn chỉ mới lấy được 2 món thì phải. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ còn có 10 giây thôi. Cố gắng lên nào. Còn cái gì hơn Henry đó. Trời ơi, trang phục đó trời. Lẹ lên. Đó, thấy rồi. 3 món, nhanh lên nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đây là 3 món mà bạn đã hợp lệ khi đưa ra gợi ý. Nhưng quan trọng nó có trùng khớp với đề bài của chúng tôi đưa ra hay không. Món đầu tiên, ớt chuông. Hay, bạn nói ra màu sắc thì Tico mới đoán được. Đúng rồi. Chứ thật sự ớt chuông không có cay nha. Hãy cẩn thận. Món tiếp theo. Sắc. Cải mắt đó. Mình phải đưa ra những cái đó là dễ đoán không? Hành tây, chính xác luôn, đúng không nào? Tiếp theo. Đó, mình vi phạm quy chữ rau. Cuốn rau. Uổng quá, tiếc quá, mất món rau rồi. Và bây giờ sẽ là món thứ tư. Cái câu gợi ý này rất là dễ thương anh à. Tại vì mọi người cũng đã biết hồi hai em để khi mà đi thi mặc quốc phục lộ bánh mì bản sắc và luôn, ai cũng phải biết cái này gợi ý thì nghe là biết liền, hoặc là nói 2000 ổ là biết liền. Như vậy với 3 nguyên liệu đó chính là người bạn đồng hành để có thể tạo nên thực đơn của riêng bạn kết hợp cùng với nguyên vật liệu chính vừa rồi, đó chính là món bò. Nhưng mà lưu ý, bạn đã bị thiếu đi rau xà lách. Hãy cẩn thận nhé. Và bây giờ xin mời thanh toán vào vị trí. Và bây giờ thanh toán, bạn đã hiểu rõ luật chơi rồi, sẵn sàng nhé. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì ăn vô mà chua lè chua lét á anh? Trời, nhiều lắm, cái hình dạng nó sao không gì? Chua mà nó dài nhỏ, dẹp ở trên cây. Ok. Đó, đúng rồi. Một món ăn gì nữa, giống như vậy. Ok. Tiếp luôn. Món ăn này... Hình dạng sao? Nhỏ. Tiếu đó là cô bé màu hạt gì này trời? Nọ anh. Cô bé hạt rồi, chấm. Cô bé hạt, chấm. Rồi, tiếp nào. Một món ăn... Ăn với cái gì trời? Dài, màu xanh. Ok. Bốn món rồi, nào, di chuyển nào. 30 giây để Tico có thể lấy những món nguyên vật liệu mà thanh toán vừa mới gợi ý. Cô bé hạt 3.3. Cô bé hạt é, cô bé hạt điều. Rất nhiều hạt. Và vừa rồi đã có một cái đáp án cũng khá là dễ thương khi nó liên quan đến cái đề bài dành cho Hoàng Hải, mà thanh toán cũng đã gặp được phần dễ dàng hơn. Bốn món đã được Tico Tiến Công đem về vị trí. 30 giây chưa kết thúc nhưng Tico đã xuất sắc mang về được. Chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra kết quả. Đề bài đầu tiên là me. Có me không nào? Có me. Chính xác. Tiếp theo, hành tây. Quá dễ rồi. Có hành tây. Tiếp theo, tiêu. Cái gì nhỏ thấp đây. Tiêu. Hồi nãy nếu mà em gợi ý là em chỉ cần là axi là anh sẽ biết đó là tiêu liền. Tiếp tục. Có hành lá. Chính xác. Như vậy là với 4 món này, thanh toán đã xuất sắc sở hữu được cả 4 món nguyên liệu. Chúc mừng bạn. Đây là 4 món nguyên liệu phụ để bạn có thể tạo nên một món ăn hoàn hảo cùng với món cua của mình. Chờ đón xem đó là món cua gì nhé. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tiếp theo, là một trận chiến giữa hai chàng trai Thanh Toán và Hoàng Hải. Đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao.
Kính thưa quý vị, đây chính là phần mà Hoàng Đăng Bơ cảm thấy thú vị nhất, bởi vì cả hai thí sinh sẽ trực tiếp vào bếp của mình để tận tay thực hiện một món ăn thật là ngon để chiêu đãi cho thi cô tiến công. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy được bên phần sân của bạn Hoàng Hải thiếu đi một món rau xà lách bởi sự phạm quy của bạn ấy. Còn riêng với Thanh Toán thì đầy đủ hết rồi. Chúng ta hãy chờ đón xem với phần vượt thử thách của Tico có giúp cho Hoàng Hải có được món rau xà lách hay không. Nếu như Tico hoàn thành được thử thách thì chúng tôi sẽ đáp ứng. Chưa bao giờ anh em hát hay cầm video hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nên bây giờ, ngay đầu tiên, lần đầu tiên em hãy trên sân khấu của Khẩu Vị Ngôi Sao hát bài tặng mọi người được không nào? Anh tin tưởng như em vậy luôn hả? Thì ai biết em chỉ hát... sợ là bây giờ em mà hát đó. Xong một cái là hai bạn là bỏ về không thèm nấu cho em ăn nữa. Thì đó là coi như thất bại rồi. Cố gắng hỗ trợ thí sinh, những fan hâm mộ thần tượng mà đâu làm fan hâm mộ thất vọng được. Ok, đây là lần đầu tiên em hát trên sóng truyền hình luôn. Ok. Bây giờ em sẽ cố gắng vượt qua thử thách này, nhưng mà mọi người nhớ là cố gắng chịu đựng nghe được giọng hát của em. Cổ vũ. Em xin hát bài ruột của em, khi đi đâu em cũng hát. Dạ. Bài gì đó vậy? Là bài Xin Tươi Việt Nam. Xin Tươi Việt Nam. Và bây giờ sẽ là món vũ khí lợi hại dành cho Tico. Miro. À vậy hả? Tuyệt vời, vỗ tay lớn nào. Em rất là hồi hộp đúng không anh? Quá hay. Như vậy là Tico đã hoàn toàn khắc phục được Hoàng Rapper với lần đầu tiên anh ấy cầm micro mà hát trên một sân khấu chuyên nghiệp. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy salad đã thuộc về bạn. Đây rồi. Thì bây giờ tất cả những nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đã sẵn sàng. Món ăn của mình tên là gì? Dạ, món ăn của mình đây là bò lúc lắc. À, Hoàng Hải chọn bò lúc lắc khi có sự xuất hiện của ớt chuông, bánh mì, chính xác. Ăn kèm với salad là tuyệt vời luôn. Còn với Thanh Toán, đầy đủ những món nguyên liệu phụ và chính này, con cua mà lại có bò tiêu, rồi hành tây, rồi hành lá, rồi me nữa. Làm món gì ta? Em sẽ làm món cua gan me. Cua gan me. Ôi dạ, tôi canh chua me. Em làm cá cua rang me. Và bây giờ bò lúc lắc sẽ đấu với cua rang me. Ai sẽ là người thắng cuộc đây? Thì cô chờ đón xem nhé. 3, 2, 1 bắt đầu. Tuyệt vời, chúc mừng hai bạn. Và đây chính là thành phẩm, hai siêu phẩm mà các bạn đã quyết định đặt hết tình cảm, tâm tư và tâm huyết vào đó để có thể dành tặng cho Tico. Và bây giờ xin mời các bạn vào vị trí để chuẩn bị thuyết trình, nhìn xem phần giao diện của cả hai món ăn này như thế nào. Em thấy giao diện của cả hai đều đẹp cả. Phần cua rang me nhìn cũng rất là hấp dẫn. Cái màu của cái nước sốt me nó cũng nhìn rất là ngon. Và bò thì em thấy là nhìn vào em nghĩ là chắc chắn sẽ rất là mềm, không có dai. Chúng ta hãy lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ hai bạn. Hoàng Hải chia sẻ trước về món của mình đi nào. Dạ, món đầu tiên của em là món bò lúc lắc ạ. Dạ, có bò, có ớt chuông, có hành tây và có thêm một chút bơ nữa. Em nghĩ là đó là một món rất là nhiều năng lượng để sau khi mà mình đi quay về hay là mình đi tập phim về thì có nhiều bổ sung thêm năng lượng. Và rõ ràng với phần rau này sẽ giúp cho chúng ta có được phần tiêu hóa tốt hơn. Dạ đúng rồi. Và triệt tiêu đi những cholesterol không cần thiết. Đó là phần thức trình của Hoàng Hải. Còn Thanh Toán thì sao với món cua rang me? Dạ, món ăn ngày hôm nay em nấu đó chính là cua rang me. Thì cua và me cái lượng calo nó rất là ít, nên là cái việc giảm cân của anh Tico sẽ rất là tốt. Cua với me nó cũng trị được rất là nhiều bệnh và giúp cho mắt của mình sáng hơn nữa. Quá tốt. Em nghĩ là em sẽ ăn bò trước. Đó, có hai chén, hai đôi đũa rồi đó. Nè nè, anh ăn chung với em nè. Em mời đó nha. Em mời, em năn nỉ. Em này là em năn nỉ nha. Dạ, em năn nỉ và ăn chung nè. Dạ. Năn nỉ mới ăn nha. Năn nỉ. À, mình mời chơi mình ăn thiệt nhiều với anh. Mình thử là mình ăn một cục thôi. Mình ăn chi mà tới mình gom hết món thịt của em rồi. Em mới gấp có một cục luôn á. Còn tuyệt vời. Hơn điều gì khi đúng cái giờ linh này mà được ăn. Bò thì gia vị rất là ngon, nhưng mà có là nó hơi dai một tí xíu. Em thấy bạn này là một bạn nam nhưng mà nấu nướng cũng rất là ngon, khá là ngon luôn. Em ăn em thấy chấm bạn này là 9 trên 10 điểm luôn á, như nhà hàng. Tuyệt vời. Rất như ngon. Và bây giờ xin mời tụi cô vô một chút nước lọc. Không, nè, ngồi sao ạ, không để em. À, trời, em thấy em... thôi. Và bây giờ đây là món cua đã trình bày rất là khéo, mặc dù đã tách rời từng bộ phận của con cua ra nhưng mà khi ráp lại rất là khéo léo. Thơm quá.
thanh toán rồi, tuyệt vời lắm em ơi, thơm lắm luôn á, tuyệt vời, ngon, rất là ngon, vừa miệng, chua, ngọt, đậm đà, nó hòa quyện cùng với nhau luôn đó. Và đặc biệt trong cái món cua này ăn kỹ đi, cái phần hành, bạn làm hơi cháy xém và hành tỏi hơi cháy xém một tí xíu. Để gì vậy? Cho nó thơm, nó dậy mùi đó, anh ăn cảm nhận được cái mùi không? Trời, muốn ăn là ăn nữa đó cưng ơi. Và chúc mừng cả hai bạn đã hoàn thành được phần thi của mình với sự cảm nhận của cả ngũ giác quan. Thi Tico đưa ra quyết định cuối cùng như nào? Món ăn nào đủ sức thuyết phục và hợp khẩu vị với bạn nhất? Hai món đều rất là ngon. Thì 9, 7, 5, 10 đó. Đúng rồi, nhưng mà chắc là anh chấm nếu mà cái món mà gọi là bạn mà thắng thì em nghĩ là em sẽ chọn cái món khó làm hơn, đó là món cua rang me. Cua rang me của Thanh Toán, chúc mừng Thanh Toán. Yeah, như vậy Thanh Toán đã giành chiến thắng xuất sau với bạn Hoàng Hải. Cũng chúc mừng Hoàng Hải, chúc mừng nhau nào. Tuyệt vời. Chúc mừng em. Rõ ràng rất xứng đáng, đây là món ăn chúc rất là khó em. Đây là phần thưởng hãy trao cho người thắng cuộc, đó chính là bạn Thành Toán. Chúc mừng em. Cảm ơn. Với số tiền thưởng này bạn có thể thanh toán toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay. Cảm xúc như thế nào nào? Dạ, ngày hôm nay em đến chương trình khẩu vị ngôi sao được gặp anh Tico và anh Hoàng Gapper thì em rất là vui, và đặc biệt là món ăn của mình nấu cho thằng tượng của mình ăn nữa, nên là em cảm thấy rất là vui. Còn với Hoàng Hải chỉ chút xíu thôi, chút xíu thôi, bởi vì món kia nó khó hơn một chút xíu, thì cảm xúc như mình như thế nào nè? Chắc là em sẽ phục thù sau. Đúng rồi. Em phải phục thù là em một ngày nào đó em nấu ăn, sau đó em mời anh qua ăn. Cảm ơn Tico rất nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều, và cảm ơn hai bạn ngày hôm nay đã đến và nấu cho Tico, và mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ Tico trong những chặng đường sắp tới của Tico nha. Đương nhiên rồi, và chắc chắn rất nhiều quý vị khán giả sẽ dành tình cảm để ủng hộ cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hoàng Rapper là gia chủ ngôi nhà này xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.